Lâm Hà rút mì tôm cho vịt ăn đây. Cả heo chọc mắt vịt à? Cái gì đó? Xẻ tóc à? Chị chú mình gì á? Cái heo sau rồi bỏ. Sau sau để tóc con trai á. Này. Cắt ra đi này, to lên cứ để. Chị. Nằm xuống, Su cắt tóc ngắn cũng đáng yêu mà. Này, nhưng mà nóng quá. Không muốn cắt thôi. Con vẫn thích Su để tóc đầm. Để tóc ngắn hợp hơn con Su. Ừ, cái heo mặt nhỏ nhỏ. Cá ơi, đưa bà cầm cho tê. Cắt nhếp hết áo rồi. Cái mặt nè. Hả? Nóng. Nóng mẹ chơi nóng 30 độ mà cái áo như giống chăn bông luôn. Quên nó cũng đỏ đỏ mấy rồi. Trời ơi, dưa đi nó nỡ dây vò. Ừ. Ơ trời, ăn đi ăn bán, ăn bán. Ăn mất cái phần đã trắng trắng rồi. Dưa dưa mỏng vỏ với ngon. Dưa đi mấy cân? 4 cân 8 là 38 nghìn à? 5 cân là 40 đó. Cân 8 nghìn à? Để rồi mới gầm được quá nhỉ. Không cần phải gọt rửa mông. Để con cắt cho mấy đứa nít lắm. Tay rửa rồi. Ngọt đi. Ngọt chữ chía. Bố ơi, lấy tắm ra mà chấm ăn. Ngọt không? Ngọt, nó không phải ngọt thuốc không đây. Lấy tắm cho em rồi nè. Như hổ, như có ngọt thuốc. Hai. Bơi ăn dưa hấu bơi. Hả? Cả ơi, dưa hấu, cả ơi. Lấy 4 kg con ạ, 5 kg. Cho các bạn đến với mình. Cầm mình này, cái này không có hột mình này. Su ơi, ôi trời, tại rửa tay nè Su ơi. Em mà cầm cái nếu mà ăn được có lẽ thôi đó. Su đưa vỏ rất là mỏng, đưa vỏ rất là mỏng ấy ạ. Đúng để nó cầm. Anh cứ